Ngày còn nhỏ, gia đình tôi nghèo lắm. Tôi không có máy tính như bao bạn bè khác. Nhìn bạn bè chơi Genshin Impact mà lòng đau như cắt. Tôi chỉ được đứng đằng sau, nhìn họ chơi và trong lòng thầm nghĩ rằng đến một ngày mình cũng sẽ mua được chiếc máy tính để có thể chơi Genshin Impact. Tôi đã ra ngoài bươn trải, kiếm tiền. Tôi đi hái trộm rau muống mỗi ngày một mớ và tôi bán được 1.000. Vậy là 10 ngày tôi đã có 10.000 đồng, 100 ngày tôi đã có 100.000 đồng. Và tôi ki cóp từng tí một như vậy. Tôi đã mua được chiếc điện thoại iPhone 3, thứ giúp tôi có thể xem Genshin Impact trên YouTube. Còn để mà mua máy tính để chơi thì tôi vẫn chưa có. Nhưng mà chào mừng các bạn đã quay trở lại với Genshin Impact và tôi, GNDTT, sẽ đồng hành cùng các bạn trong video ngày hôm nay cùng với người em của tôi, Cry, người không bao giờ đứng yên trong màn giới thiệu. Hôm nay mùa kìa quá. Sẽ đem đến cho các bạn một cuộc phiêu lưu và chi tiết bản cập nhật mới nhất để các bạn nắm rõ được cái trò chơi này. Nhưng mà trước hết thì có tới 85% anh em xem video của tôi mà không bấm nút đăng ký kênh. Anh em hãy kéo xuống bấm nút thích video và bấm nút đăng ký kênh. Và cảm ơn anh em vì sự ủng hộ của anh em. Và với những bạn chưa biết Genshin Impact là gì, để tôi cho các bạn biết. Genshin Impact là một trò chơi phiêu lưu thế giới mở chạy trên các nền tảng khác nhau, được phát hành bởi HojoVerse. Trò chơi diễn ra trong một thế giới giả tưởng mang tên Teyvat, nơi những người được các vị thần lựa chọn sẽ được ban tặng Vision để hướng dẫn sức mạnh của các nguyên tố. Bạn, nhà lữ hành trên con đường phiêu lưu đầy rẫy những mối đe dọa và thử thách, hãy tin tưởng những người bạn mà bạn gặp trên hành trình. Cùng với họ kết hợp với tổ đội 4 người vận dụng những nguyên tố khác nhau, cùng nhau đối mặt với mọi trở ngại và thử thách. Bạn phải thử cái trò chơi này bởi trò chơi này có một nền tảng đồ họa tuyệt vời, chắc chắn đẹp hơn con game bắn súng có nhiều trẻ con chơi mà bạn đang chơi. Và tôi sẽ để link tải ở dưới phần mô tả và phần bình luận. Và chúng ta có bản cập nhật 2.8, khúc đêm hè huyền ảo. Xuất hiện những bí ẩn chưa thể giải đáp, những nhiệm vụ hoành tráng, nhân vật 5 sao quay trở lại và... À, mà có vẻ tôi đã tiết lộ hơi nhiều, hãy để các bạn tự vào game và khám phá nhé. Và nhân vật mới của chúng ta kỳ này, Shikanoin Heijo. Là nhân vật 4 sao mới hệ phong xuất hiện tại phiên bản 2.8 khúc đêm hè huyền ảo. Mặc dù sử dụng pháp khí nhưng không giống những nhân vật khác, phong cách chiến đấu của Heijo giống với một võ sư, một chiến binh cận chiến. Và ngày ra mắt của anh chàng này là ngày 13 tháng 7. Là một thám tử trẻ tuổi, tự do phóng khoáng, vui vẻ hoạt bát. Thoạt nhìn chỉ là một cậu nhóc, nhưng thực tế lại là đệ nhất phán không cần bàn cãi của hiệp hội Tenryu. Kỹ năng nộ, tụ phong cước. Heijo sẽ nhảy lên và phóng ra đạn chân không. Khi đánh chúng sẽ phát nổ gây sát thương phạm vi lớn. Khi nộ chúng kẻ địch đang có phản ứng nguyên tố khác sẽ phát nổ thêm một lần nữa. Cũng ngày 13 tháng 7 này sẽ ra mắt hai banner quay trở lại của nhân vật 5 sao đình đám làm mưa làm gió tại lục địa Teyvat. Ai chưa có thì nhanh tay sở hữu nhá. Kali 5 sao, hệ hỏa và Kazuha 5 sao, hệ phong. Trong tháng 8 này, nhân vật quay trở lại là Yomiga 5 sao, hệ hỏa, vũ khí là cung, ngày ra mắt mùng 3 tháng 8. Với pháo hoa đầy màu sắc và tính cách hướng ngoại của mình, Yomiga được mọi người trên đảo Narukami yêu quý. Những người tin rằng mùa hè sẽ mất đi cái chất nếu không có cô ấy. Kỹ năng nộ của Yomiga. Yomiga bay lên trời theo pháo hoa tự chế Khỏ Ryukin, bắn mũi tên lửa ra phía trước, gây sát thương phạm vi nguyên tố hỏa, đồng thời gây thêm lưu kim hỏa quang cho một kẻ địch bị bắn trúng. Thời trang mới, Diluc màn đêm huyền ảo. Trang phục của Diluc siêu ngầu này sẽ được mở bán trong cửa hàng nhé. Và nếu như các bạn tò mò câu chuyện đằng sau của bộ trang phục này thì hãy tham gia sự kiện khiêu chiến tàn ảnh ám chiến nhé. Và Fischl giấc mộng đêm khuya, khi đạt điều kiện trong sự kiện thì sẽ nhận được trang phục Fischl miễn phí. Nhớ là nhận miễn phí nhá. Ôi, tôi đã từng nghe nói về cái trò chơi này. Một trò chơi mà không dễ gì để có thể quay ra được nhân vật mà mình yêu thích. Và hôm nay tôi sẽ quay nhân vật Yomiga. Nhìn này cơ mà. Ôi, chắc chắn là sẽ không thể nào mà không xuống tiền để quay ra được cái nhân vật nó xinh xắn như thế này được cả. Chúng ta có thể quay từng phát một hoặc là quay 10 phát một luôn. Và tôi cảm thấy là quay 10 phát là sẽ dễ ra hơn đấy. Nên là chúng ta có thể ui chiến luôn. Nó vẫn đang thể hiện ra là một trong những cái trò chơi quay khó các bạn ạ. 10 phát chưa được. Chúng ta có lẽ là cần phải 20 phát đây này. Đổi tiếp. Tím. Tiếp tục thể hiện ra là một trò chơi quay khó. Nhưng mà thể hiện 2 lần thì hơi quá đà nha. Tôi nghĩ là 30 phát thì có khả năng là được đấy. 30 phát quay mà vẫn không được. Let's go. Tôi bắt đầu nghi ngờ đến cái việc là nhân vật này có thực sự quay ra được không nhỉ?
30 phát rồi. Không được rồi cả nhà. Thực sự là tôi đã quay đến 40 phát rồi. Và nếu mà tôi cứ tiếp tục quay như thế này thì ở ngoài đời tôi nghèo hẳn nha các bạn nhé. Không được nữa rồi. Phải tạm dừng ở đây, không quay được. Nhưng mà tôi không quay được ra không có nghĩa là các bạn không quay được ra nhé. Các bạn thử đi xem nào, biết đâu. Tôi đang ở trong một cái ngoại hình có thể nói là nhìn chiến tướng vô cùng này, các bạn xem này. Ui, cái ngoại hình này thì sợ cái thằng nào nữa hả em? Rất là tình cờ thôi, hai anh em tôi có gặp một cái toán cướp ở đây. Cướp bóc. Ở trong cái thế giới thằng nào cũng biết võ nhưng mà lại cứ cướp. Này, tôi thực sự muốn xem là tôi có một cái khả năng gì đặc biệt ấy. Để xem nào. Rất theo ấy. Ui, cái chiêu thức của tôi thực sự làm tối cả bầu trời này. Ui, người có thể điều khiển được cả thời tiết thì chả khỏe à. Đâu, lại có toán cướp à em? Ôi mời, bọn cướp này mày không biết tao thay đổi được cả thời tiết à? Bọn cướp này, bố mày làm tối được cả bầu trời mà mày không thắng được chúng mày à? Đấy ơi, mấy thằng này có vẻ không phải là người này. Đáng để thử sức hơn toán cướp ban nãy chúng mày. Ơ kìa, bầu trời tối đi. Mày thấy bố mày điều khiển được thời tiết chưa? Điều khiển được bầu trời thua mày à? Để mà nói khung cảnh, cái phong cảnh, độ đẹp của cái trò chơi này, nó phải nói là miễn bàn luôn. Các bạn nhìn cái cây anh đào này này. Ui đẹp lắm mọi người ơi. Rồi mình hiểu rồi, em mình vừa hướng dẫn là chúng ta phải kết hợp các nhân vật với nhau. Khi mà đây tôi sẽ sử dụng cái nhân vật này, chúng ta sẽ phải e qua này. Và sau đó bật quy lên. Sau đó chúng ta sẽ đổi sang cái nhân vật cô bé lửa lửa này. Và các bạn sẽ nhìn đây. Ui sổ ôi. Đấy mới chính là sức mạnh các bạn ơi. Hóa ra là chúng ta sẽ phải học cách để kết hợp các nguyên tố với nhau. Mấu chốt để đem đến chiến thắng đó là những vật mới cũng đã xuất hiện rồi. Những loài quái vật mới cũng đã có mặt rồi. Chỉ còn các bạn thôi. Các bạn còn chần chờ gì nữa mà chưa tải Genshin Impact? Hẹn gặp lại các bạn trong Genshin Impact nhé.